Bonsai Út Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi hải châu lá nhỏ sông cầu giao lưu đến anh em. Mã đầu tiên là mã T20, có gồm hai cây mini. Toàn bộ những cây phôi này là lá nhỏ sông cầu, một dòng lá đẹp nhất trong dòng hải châu. Cây này là cây ôm đá tự nhiên, cây rất hay, cây ôm cục đá. Giá giao lưu là 320 bao ship. Mã tiếp theo là mã T21, một cây cây này là lũa, màu lũa tự nhiên của cây, chưa bôi thuốc lũa. T21 bao gồm hai cây mini, giá giao lưu là 350 bao ship. Cây này là cây hải châu lá rí dài, một cây luồn lực rất là hay. Mã T21 bao gồm hai cây mini luồn lực. Tiếp theo là mã T22, giá giao lưu là 300 bao ship, bao gồm hai cây. Hải châu sông cầu cây to tầm này thì rất là hiếm nha. Lô tiếp theo là T23, cây này là lũa mình làm. T23 giá giao lưu là 350 bao ship. Tiếp theo là T24, giá giao lưu là 350 bao ship, một cây rất là to. Lô tiếp theo là T25, cũng mức giá là 350 bao ship, bao gồm 3 cây. Dòng hải châu thì rất là dễ sống, anh em yên tâm, sức sống nó rất là mạnh. Mã tiếp theo là T26. Lô cuối cùng là T27, cũng giá là 350 bao ship, bao gồm 3 cây. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào chốt thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Qua đây cũng là số Zalo của mình.